xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tôi bức tranh bóng bay. Và ok, giờ mình sẽ bắt đầu tôi nhé. Ok, mình đã tự xong bức tranh của bóng bay của mình rồi. Video của mình cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.